AS Roma đã có một trận đấu không hề dễ dàng trước Bayer Leverkusen. Dù được chơi trên sân nhà ở lượt đi bán kết Europa League năm 2022 đến năm 2023, nhưng phải tới phút 62 đội chủ nhà mới có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Edouard Bab là người có mặt đúng lúc để đá bồi sau pha dứt điểm của Tammy Abraham. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bab ở Cúp châu Âu. Ở tuổi 20 và 360 ngày, Bab là cầu thủ Roma trẻ nhất ghi bàn trong trận bán kết Cúp châu Âu. Tiền vệ này lần đầu tiên được đá chính tại Europa League sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Roma ở Serie A hồi tháng 2 năm ngoái. Edoardo Bab sinh ra ở Rome. Anh bắt đầu chơi bóng ở câu lạc bộ Borio Donorione trước khi gia nhập Roma vào năm 2012. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, Bab gia hạn hợp đồng với Roma đến năm 2024. Bab lần đầu tiên được gọi lên đội 1 vào ngày 3 tháng 12 cho trận đấu tại Europa League với Young Boys, nhưng ở trận đấu này anh không được sử dụng. Huấn luyện viên Jose Mourinho hết lời khen ngợi sự trưởng thành của Bab và tin rằng anh có thể tốt hơn nữa trong tương lai. Edouardo Bab là nhân vật khách mời mới nhất của dự án bóng đá cộng đồng Calcio Social, ra đời vào năm 2021 từ sự hợp tác giữa Adidas và Miracoli FC. Câu lạc bộ bóng đá ở thủ đô nước Ý trong nhiều năm đã tham gia vào một dự án giáo dục xã hội để lan tỏa tinh thần không gì là không thể, mang đến cho cộng đồng bóng đá thanh thiếu niên các nguyên tắc và giá trị của Calcio Social, nhân danh sự phát triển xã hội và cá nhân cũng như kỹ thuật của vận động viên. Tiền vệ của AS Roma đã trả lời vô số câu hỏi của các em nhỏ có mặt tiêu biểu. Khi bạn truyền hỏng, suy nghĩ đầu tiên là trách đồng đội đã không phối hợp ăn ý. Dù trong thâm tâm bạn hiểu lỗi đôi khi thuộc về bản thân mình. Đối với những môn thể thao chơi cá nhân, ví dụ như tennis, nếu bạn sai lầm, một mình bạn chịu trách nhiệm và không có ai để đổ lỗi. Chân lý này đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi đã học được điều gì trong những năm được chơi ở môi trường chuyên nghiệp gần đây? Rằng mọi người đều phạm sai lầm, kể cả ở Serie A. Đó là điều bình thường, Bác thừa nhận. Vì vậy, hãy cho mình cơ hội được sai, bởi vì đó là cách bạn học hỏi. Hãy hạnh phúc với những gì bạn đang làm, sống tận hưởng và vui vẻ. Được chơi bóng cho Roma với tư cách là một người hâm mộ Roma là cảm giác thế nào? Đó là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Câu trả lời của Bab dành cho một cổ động viên quá khích của Gianni Rossi.